Phanh phanh phanh, thấy rồi, chỉnh. Chỉ rồi. Được rồi, nhìn ra, nhìn kỹ ra. Đây, chạy rồi mà. Chạy rồi. Rồi, chạy rồi. Đó, cái gì rồi? Đây, 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 được rồi. Ê, cứ chạy đâu nhỉ? Đứng yên một chỗ mà đâu chứ? Ồ, hay vậy, mở màn hay rồi. Được. Ồ, xong rồi cơ. Anh không được đi lại lung tung nữa. Nhảy lên.
mỏi tay quá. À, chạy đâu ấy nhỉ? Mấy cái anh này đâu như thế ai có ai được. Chân dài đá nhanh lên. Nhanh lên. Lợi tay chân dài thì phải biết áp dụng chứ. Không chào khán giả, không chào quay phim sao? Đâu đi? Máu lên. Rồi. Ôi sao lại tôi à được rồi. Tán xong chạy luôn. Mấy anh này nhường nhau à?
vướng thầy quá. Hương ơi lại đây coi giúp tôi, mỏi tay quá. Không phải ạ. Con trai đâu con trai ạ? Không phải nhường. À, ai nhỉ? Thầy giáo cứ đứng chân cái cay. Ồ. Ai thắng vậy? Luyện. Anh đấu với chị Thanh à? Thanh đâu? Thế ai thắng ấy nhở? Thế đâu nãy giờ ai thắng ấy nhở?
Rồi các em.